Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bất Động Sản Phượng DT. Trong clip ngày hôm nay, Phượng sẽ chia sẻ với các anh chị một siêu dự án tại Sầm Sơn và được đầu tư bởi Sun Group. Đó chính là dự án Sun Group tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Nhắc đến Sầm Sơn thì trong chúng ta gần như là ai cũng sẽ đi ít nhất là một vài lần đúng không ạ? Tuy nhiên thì tại đó, trước đó thì tại Sầm Sơn là chưa được đầu tư một cách bài bản, chưa có những cái nhà đầu tư xứng tầm. Và hiện nay Sun Group là đơn vị tiên phong để phát triển cái du lịch của tại vùng đất Sầm Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung, với một đại dự án với diện tích là 1.260 ha được chia làm nhiều phân khu phát triển. Và hiện nay thì đang phát triển phân khu là Sun Riverside Village. Sun Sầm Sơn Thanh Hóa là dự án mà có vị thế độc tôn, đó được giao thoa bởi ba dòng chảy, đó là sông Đơ, sông Mã và bãi biển Sầm Sơn. Phân khu giáp với bãi biển Sầm Sơn đó chính là phân khu Sun Grand Boulevard thì đã được mở bán rồi, và hiện nay là đang mở bán phân khu Sun Riverside Village. Đây là một cái phân khu có diện tích là 29 ha và được chia làm 3 phần, đó chính là phần harbor, phần có khu shop Festival Avenue và phân khu The River. Thì mỗi một cái phân khu trong cái phân khu lớn này thì đều có những cái đặc sắc, đặc trưng rất là riêng. Và sau đây xin mời tất cả các anh chị hãy cùng theo dõi video để nắm được rõ hơn về dự án này nhé. Có một đất Thanh Hóa, nơi trời ban địa thế độc tôn, sông Đơ, sông Mã, Sầm Sơn giao hòa. Đã đến lúc con người khơi mở tiềm lực sông biếc, biển xanh, khai phóng vượng khí của vùng đất huyết mạch. Tại nơi địa vị giao thoa độc bản, nơi kỳ quan kiến trúc thế giới quyện hòa trong chất Miami sôi động, những tuyến phố náo nhiệt, điểm đến của các hoạt động lễ hội phồn hoa bên sông, hệ thống tiện ích đỉnh cao cùng vô vàn trải nghiệm sống bất tận. Đã đến lúc cùng kiến tạo niềm kiêu hãnh mạnh mẽ, đón chào thành phố nghỉ dưỡng đa sắc màu, kế sông, kế biển. Mảnh ghép trong quần thể hơn 1.260 ha, Sun Group sẽ quy hoạch tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Sun Riverside Village, sông xanh, sóng biếc, sống sang. Sun Sầm Sơn Thanh Hóa hiện nay đang là một dự án cực kỳ hấp dẫn để đầu tư, bởi như trước đó thì các dự án của Sun đều rất là thành công, từ Sun Phú Quốc, Sun Quảng Ninh hay là Đà Nẵng. Chúng ta có khả năng x2, x3 tài sản trong vòng vài năm tới là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Do vậy là nếu các anh chị quan tâm đến dự án, cần check thêm tất cả các thông tin chi tiết hay là muốn đến tận dự án thì hãy liên hệ với Phượng theo số điện thoại ở bên dưới nhé. Phượng sẽ phân tích và chia sẻ cụ thể hơn với quý anh chị về các cơ hội đầu tư cũng như là cơ hội để sở hữu những cái sản phẩm đặc biệt ở đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, và các anh chị hãy đừng quên like và đăng ký kênh của Phượng để cập nhật thêm nhiều những tin tức và các dự án khác nữa nhé. Xin cảm ơn tất cả anh chị và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.